Hello và xin chào mọi người, mình là Ozin đây. Nay là tập thứ 3 trong series My Rap YouTuber Co-op. Nội dung hôm nay chắc là mình cùng với anh Yui và anh Siro đi tìm nhân làng sửa chữa. Mọi người muốn biết cực khổ như thế nào thì xem hết video nhé. À, đi thẳng luôn. Này rồi quay ơi. Qua là nhớ phải thi bằng T2 nha. Ok ha. Quay ơi. Hả? Cần xây một cái cầu qua bên cái cổng. Đâu, đừng có tóc đâu. Đây, đừng có tóc đây. U, đừng có tóc nè, u. Lên T2 thôi. Có cái lỗ nào ở đây không, nay Yui? Cái này đây. Cái này nha, cái đoạn này anh em muốn đi cao tốc đúng không? Đập trái vào. Trời ơi, không có bao quả. Không có bao quả. Thằng kia nó đi cao tốc rồi anh ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, xíu. 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 Dubai đây rồi. Ở trên nha, phong quay ở trên kia kìa. Còn kia kìa. Hoa ở dưới kia, đây có miếng kìa. Dubai giàu quá. Sắc nhiều lắm, sắc nhiều lắm kia luôn. Lắm chắc rồi, siêu. Nhưng mà anh thấy là Nezuki đang còn thiếu nha. Thiếu gì nhỉ? Thiếu kim cương. Đúng vậy. Làm gì có con kim cương. Ơi, quên tại heo. Nezuki làm gì cũng làm được mà. Nezuki làm cái pháp kim cương đó. Lấy sách, lấy cái này. Protection, ok. Rồi, chỗ sách này là đủ để cho con zombie dân làng nó lên level max á. Thừa luôn á. Pháp kim cương đi Nezuki. Thôi trời, làm gì có. Có mà. Anh à, kim cương sao phải làm phang, mới đi chấm lô là được mà. À ừ nhỉ. Không được. Kim cương là được mà. Tất cả vì sao có được đồng. Đồng sẽ có được đồng, vì sao có được đồng. Từ từ đã, Dubai không có gì ăn cả, đói quá. Chúng ta cần phải lên giáp nè đầu đích trước đã. Chứ không là bị kia đó bắt nạt ấy. Đúng vậy. Đúng vậy. Sakura Kingdom. Mọi người không đói hả? Bộ mọi người không đói hả? Trời ơi. Tất cả vì sao có được đồng. What the fuck. Okay, ông kia đi ông canh này. Nè. Ha? Em thực sự cho khoai tây ăn pháo hoa hả? một stack rồi. Chắc lấy tầm 3 stack là đủ rồi. Ê, hai củ Ozin mất đi hả? Trời ơi, tinh túy. Ozin. Ozin. Nào, 1, 2, 3 anh em mình cắt máu ăn khoai tây. Vừa quay vừa chơi nha. Ok. 1, 2, 3. Quá. Chưa đói. Hình như rương nó đầy đến cái mức. Rương nó đầy rồi. Ăn. Let's go, em không có độc nhé, tuyệt vời. Ok. Trắng trần trụi, trắng như ngọc trinh. Em phải sống thật độc. Hả? Mày đưa nấm cho anh ăn còn gì, ăn rau khi bên nào bị táo bón ăn rau để cho dễ ỉa chứ. Đi thôi Nezuki. Có hoa ba khó điều khiển quá. Quy lửa kìa, đấm nó. Đâu? À ở kia. Ôi ôi. Ba đấm đi, nào có lướt tin ba chơi đi. Em. Ở kia. Bắn chúng em giờ. Đó. Khỏe. Kìa nước. Mày, tao là xạ thủ ấy, bắn là vô tâm. Ôi, hai cái spawner gần nhau luôn mà. Đừng có ẩn nhau nha, đừng có chen lấn nhau ha. Ha. Rồi. Anh không làm con đường có... Nè. Trời. Nhớ anh em. Let's go. Ê, tao bị yếu đuối rồi. Nó có... Nóng. Quá. Nóng không ta? Đi mang nó về cất ở nhà anh đi. Sao anh thích cất ở nhà anh vậy? Ui. Thế bản mới nó có cái vụ như này nè. Lúc ở nhà, ở Dubai của em cũng thế. Nó bị gì? Cái này là cái gì ạ? Nó kiểu cuộc tấn công của Zombie. Zombie Red. Kiểu vậy. Nó tấn công dân làng á hả? Không anh, mình ở gần dân làng là có tỷ lệ nó ra cái này á. Tắt mưa sao luôn rồi. Sao rồi? Học ngay đâu? Ok đây! Sao rồi? Chơi. Sao rồi? Sáng rồi mà mày không học người là mày chết với tao. Ok đâu? Tội nghiệp dân làng quá.
giấy đâu? Các thứ. Giấy à, ok. Đây này. Rồi em lấy tiếp. Đưa em đi chơi xa bèm, đưa em đi chơi tay ga bèm, la. Let's go, đâu dân làng đâu hết rồi. Cướp này. Cướp này. Mày không được học cái chơi này. Mấy em đi tìm thêm vào đó vàng đi đến đó. À, đúng rồi. Em đi tìm thêm vàng đi. Anh Siro có 7 vàng rồi đó. 7 vàng à? Lấm. Nè, tốt nè, chơi mất đó. Ủa? Anh này. Con cố lên. Bố mày chém chết mày. Là sao? Đeo gì à? Trời ơi. Con đuối nước đánh là mất luôn à? Nó không chọn nghề được. À, anh cầm cả hai cái rồi. Giờ em có cách này đây để đoạn nó hết rồi. Á, thôi. Bất ổn rồi đấy, có cái mending rồi bất ổn. Nào, solo, thằng nào đang mending chưa? Solo. Kéo solo. Anh ơi, kéo 100 kim cương. Thì kéo 100 kim cương, tắt thế là gì có 100 kim cương. Thế thì kéo gì? Không kéo hả? Số ạ. Hả? Số, kéo số. Hả? Anh con niềm đam mê với việc đấy hả? Em ở nhà quê khu nghèo có đó. Nhưng mà giấy rồi, let's go. Ném vào người anh với cả anh Siro vô đi này. Ok nè. Em giấy vô, em giấy vô. Em một phát thôi được rồi. Em ném Emerald thôi. Con quan nó không có đổi giấy. Hả? Thế để em đổi Emerald cho. Đổi hai. Ô Zin ơi, cứ một hàng này. Ui. Bùng cái gì bùng. Ôi con kìa. Ok, vừa nãy em vừa dứt câu chúng ta là bạn xong rồi chém người ta kìa. Ôi. Anh có nhớ là mấy hôm qua ông bắt nạt tôi không? Có đâu. Người ta có. Tôi qua tôi gọi ông không bảo tôi chạy đi. Ông giúp đỡ ông lấy cái quần sắt của tôi không? Có cái quần sắt ông cũng lột nữa. Tôi lột là để ông có động lực chuyển sang đắp kim cương cho ta. Không biết hả? Không biết là còn vua cho người ta hả? Hàng em về chưa sắp rồi? Chưa, hàng chưa về. Tại vì anh nhập khẩu hàng ở bên Canada Shizuoka nên là Trung nó hơi lâu. Trời ơi, gì xa nha. Xa lắm em ơi. Nhập khẩu hả anh? Đúng rồi, hàng Liverpool em à, hàng anh chưa ai dùng đâu. Em là người đầu tiên mua là em sẽ là người đầu tiên dùng đấy. Mặt em phải là vinh dự lắm mới dùng được cái hàng của anh ấy, là cà phê có tiền ngon. Mày ai đầu gỗ nhà anh vậy? Không biết luôn, anh bắt được ai đã chặt tay luôn. Hàng em là giờ. À, sao giống quá ta. À, không có. Bàn tay, sao mà bàn tay đắp lại à? không phải là người phải không? Bàn tay đây, bàn tay chặt đi, bàn tay lắp lại đúng không? Đâu em chặt cái bên kia kì. Ê, tôi có cái mũ ngon lắm mà ông lấy không? Rồi để tôi cắt tắt nhạc. Mũ ông xong chưa? Cái mũ ông á. Tôi không có hình chen gì á. Cái mũ ông có hình chen không á? Hề khó hiểu. Không. Hình chen mũ này nè. Hả? Đù. Trời ơi, ông ngon nó chịu. Ngon vậy? Yeah, kiếm đi con Nhật okay, hả? Ok, mấy farm này là tôi farm đó, tôi xây lắm. Sao quần không? Ông chưa quay mất kiếm đẹp nữa, ông xây này. Tôi xây á. Tôi xài nít khác vô xây. Đó, có ừ. Cái gì ông cần lấy đi. Trừ cái mẫu đàn ra nha, với lại cái đầu rồng ra nha. Tôi không cần gì hết á. Ôi! Lấy cái thứ cần thôi ba. Ê, tôi không trả mẫu đàn ông á. Trời ơi. Dạ. Gì vậy, chém chúng không? Nhìn vô. Tôi đứng ngoài luôn. Đó chưa? Đi vô làm chi á. Về đây luôn, đứng luôn. Đừng. Đừng có đứng lại gần thôi. Mình sẽ đào một ít két. Em làm gì đây Ozin? À, cái làm gì đấy? Em đang tìm thuốc súng. Thuốc súng á? Dạ. Đây, cho anh này. Đây. Ở đây anh còn mì gió với cả sắt đi qua đây. Wow. Anh đang cần một vài thứ ấy, em kiếm cho anh được không? Anh cần cái gì? Anh cần bí ngô với cả bướu địa ngục. Bướu địa ngục cần em nhiều có, lắm. Em có bướu địa ngục. Chứ không, anh cần nhiều lắm. Okay, anh cần để xây dựng á, cho nên là anh cần nhiều lắm. Ok, để em trồng cho. Nhưng mà nhiều lắm đó nha. Dạ. Em còn dương su cư không? Dạ còn.
Còn nhiều? Dạ còn nhiều. Em cho anh 10 miếng. Nè, 10 cái là 5 hộp rồi. À, Rizuker em cho anh 5 cái nè. Ôi, à, thì kiếm anh bị ngu với cả... Bị ngu trước khi em mới cho em cắt đấy. Em cắt cái mắt nó đi, cho thành bị ngu đầu á. Dạ. Ây da, lại bắt hai con kỳ nhông ở đâu rồi, trộm đâu đây? Em bắt á. Bảo chính quyền. No, em bắt á. Ok. Ui ôi. Trong đây nữa nè. Sao em giấu toàn rác cho người ấy. Mấy cái này giấu cái chữ của em. Hả? Mấy cái này em ngày đầu. Ủa? Em để vô nè. Cái gỗ này tôi để cái cạnh cũng được. Gỗ nè, trong đây có không? Đó. Đưa lương xanh. Không, không được. Ui. Ê. Lêu. Cô mẹ. Hiện tại là mình có một ít TNT nên là mình sẽ đi đào Netherite nha mọi người. 2 Ủa không có cục nào luôn. Ôi mình chơi ngu rồi. Còn cục Netherite nào không nhỉ? Nó đây. Ok, hết rồi. Được có 5 cục. Ai sống nói trước sau này. Let's go. Anh. Let's go. Rồi, anh đây. Dạ. Yeah. À, đây mời có Maiden của hiện tại. Em có em có cái tiền mãi không? Dạ có, dạ có. Đây là có dư á. À dư hả? Dạ anh cần không, để em đi ép cho anh, để em đi làm cho anh. À không phải anh cần mà là Nezuki cần. À ok, để em đi làm cho anh. À khoan từ từ, nhưng anh nhớ anh có một cuốn mềm mại phải đến đưa cho Nezuki. À ừ, anh không có. Ok, để em đi làm cho anh. Dạ, ủa mày cần gì mày đinh nhở? Rồi em ép vô bốn cái bộ giáp á. Ủa nhìn có đồ ăn không Nhìn ơi? Có này. Nè. Ê anh Kiều, ủa con slap không ạ? Trời em nhiều đồ ăn. Ok anh test thử đi. Hết kinh nghiệm em luôn rồi. What the fuck? No, trả đồ em đây. No. What the hell mạnh vậy? Trả đồ em đây. Giết người bà con ơi. Giết người. Hóa mạnh vậy. Giết người bà con ơi. Bà con ơi. Khỏe không? Mạnh. Ôi em nhắm rồi. Ôi Jin ơi. Hả? Thôi đồ tôi chặt quá được. Hấp. Tao bày anh chan rồi, lấy tao bày anh chan rồi. Ủa đâu, tao vàng thường mà. Cánh hả? Hả? Hồi nè, hồi kệ. Ôi Jin ơi. Tôi đang rất, tôi kho đồ tôi chặt quá, hiện tại tôi kho đồ tôi chặt quá. À, tôi đưa cho ông rồi nha. Hả? Tôi đưa ông Rizuka rồi, ông nói gì? Hồi nào? What the fuck? Ông đưa cho Kisa mà. Ôi trời. Cái đau màu thông chung. Mê. Nè rưa anh nè. Rưỡng của anh kìa. Cúp đâu rồi à nè. Rưỡng anh nè, rưỡng xuống kênh nè. Cánh đâu. Anh này. Xô nước đâu? Không có giữ. Mà tắt mất kìa, mà tắt mất kìa. À chạy đi. Không. Yeah. Còn nhìn nghe tôi nói gì không? Nghe.
Không có một ve quỷ lửa không mua gì? Có một thôi. Chó mày nè. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người thấy Ujin tốt bụng không? Trời ơi, Ujin nó đẹp trai còn tốt bụng nữa. Trời ơi, mình là ngủ mộ Ujin đi các cậu. Thấy không, cho tôi xin một bột quỷ lửa rồi. Ok ok. Một bột thôi để tôi làm render. Đừng. Đâu nó chết. Trời trời. Cái chì đâu, cái chì đâu rồi? Không biết, không biết. Chì bên đây nè, bên đây nè. Trên kia, trên nóc rồi. Tôi xin một bột cái lửa nêu gì trời. Dạ. Từ từ. Một bột. Từ từ. Hết bạn giờ, hết bạn giờ. Test thử cái. Này đó nè. Vậy rồi. Đây. Ê, cái chì tao đâu? Anh dưới kìa anh. Cái chì tao đâu? Kệ, cô khá thấy kìa. Cái chì. Anh xuống dưới đi. À dạ. Cho em test thôi. Test đi. Thử em lên chợ. Ủa cái này mạnh vậy? Mạnh vậy? Ôi chả không, tại có gia trọng 4. Gia trọng 4 mà, gia trọng 4 mà. Ui. Gia trọng 5 bá đó. Cái chú cơ kìa. Cho tôi xin một bọt với lửa đi ô gì. Ok. Không một à, tôi chế cái kia. Ây da, 5 tim. Cơ cơ hát kêu. Anh nhấn vô giường đi. Chế đẹp. Anh nhấn vô giường. Anh có bất ngờ cho mọi người nè. Đâu đâu, bất ngờ của anh là gì? Bất ngờ gì anh? Ok nè. Ôi da. Còn mày cứ như vậy là chết rồi. Thôi vậy đi, anh sẽ cho các bạn rương sơ bóp này, nhưng mà với một điều kiện. Đó là hai rồi đậu phộng. Em đâu lấy đâu. À em đây này này. Kia xa bắt lóc lên kia xa, bắt lóc lên kia xa. Rồi. 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 Nha. Ok, à, giờ anh đang có hai cái, giờ thôi cho mấy bạn hát đi. Giờ mọi người muốn hát hay mình thể hiện bất kỳ một tài năng gì, giờ anh cho mấy bạn chọn á. Giờ Ozin muốn làm gì? Dạ... Nhảy luôn anh. Nhảy? Nhảy? Nhảy là nhảy làm sao? Trong Minecraft nhảy làm sao? Đây, em tự tin à, anh để em hát cho. Được không? Nhảy? Hát hả? Ai hát? Em hát. Ok, rồi. Giờ em hãy hát bài Tình Yêu Màu Nắng, nhưng mà đổi lại thành Tình Yêu Màu Tím đi. Em hát bài Hẹn Con Thằng Bạn Con. Không, anh giỡn á, em hát bài gì mà em thông thạo nhất, bài tủ của em. Rồi thôi, bye bye em nha, bye bye nha. Ủa? Hát không à, một con vịt, không nghiêm túc gì hết trơn á. Ok, thôi vậy loại KJ đi, KJ nó không nghiêm túc, anh cho KJ với Ozin rương sugar bóp nè. Yeah. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Không nghiêm túc gì hết. Cục cố hát của anh. À, giờ anh cho em nè, cơ hội làm lại nè. Giờ hát đàng hoàng nha. Một bài hát tử tế hay ho đàng hoàng. À, hôm nay anh không, cái này anh không có quay, nên là anh đang live stream á, đang chiêu đãi mấy anh em trên stream á. Em hát bài gì hay vô, nó tình cảm vô, nó sâu lắng, nó deep vô, nó tâm trạng, nó ý nghĩa đồ vô. Ôi mình vô cái nhà, mình vô cái nhà đi, nói ngoài này mượn. Ok đi, nói chung mưa nãy giờ hơi lạnh á, anh không có đeo áo mưa. Thôi em cứ chọn cái bài gì mà em thông thạo nhất, em rành rẽ nhất là em cứ hát. Đúng vậy, cái bài gì mà em hãy nhớ về người ấy. Cháu lên bà. Cái được người mà em yêu thương, em nhìn vô mắt đó, nhìn đắm đuối đồ vô. Một con mắt màu đen tuyền, sâu lắng. Em hát bài 3107 nha anh. Đậu phộng sao mắt Kisa nó không có trồng trắng vậy. Nhìn okay.
tính cái nói mắt này nhìn tình cảm mà nó có trồng trắng nhìn đáng sợ thì chứ. Từ từ để anh tắt nhạc đã, từ từ để xíu đu ít chu nó còn đang réo anh này nè, đu ít chu à. Để anh tắt đu ít chu đã. Rồi. Okay. Xong rồi. Kính thưa quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Hát Với Nhau vào tối 11 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh Bon City, Bon Chê Tuốt. Đậu phộng mày. Ki Chê Lì sẽ xin trình bày một tác phẩm mang tên 3107. Và sau đây tôi không làm mất thời gian của quý vị và các bạn nữa. Xin mời ca nhạc sĩ Ki Ki Chê Chê trình bày. Vậy là chúc sức khỏe và là chào trân trọng. Trân trọng nhất. Nhất. Ok. Em bắt đầu em hát nè. Ừ ok. Đúng vậy, nghiêm túc rồi đó. Ok, anh sẽ chuẩn bị để anh vỗ tay nha. Khoan từ từ, anh vỗ tay thử coi có nghe không nha. Từ nè em tìm bơ cái. Tiếng vỗ tay anh. Nè nè nè, tiếng này nè. Cái này anh vỗ vô con chuột của anh hả? Nói chung là vỗ mình phải chậm chậm theo nhịp, theo điều điều. Cái mình tăng tốc từ từ lên biết không? Mà nó càng nhanh thì mình vỗ càng mạnh thì vỗ vậy nó mới hay. Ok. Ủa sao thiếu một đứa rồi? Kia sao đâu? Kia sao anh về luôn rồi. Đây em đang sửa mái nhà thôi. Ok rồi. Kia chạy hát đi. Em hát một khúc thôi được không anh? Được, em thích hát khúc nào cũng được, miễn nó hay là được. Ok. Quay trở lại với chương trình hôm nay. Xin mời ca sĩ Kiki Chay Chay trình bày. Ok. Đêm dần buồn. Chỉ có đôi ta đứng đây. Vô lại. Đậu phộng. Ê anh mượn cái chuyện đi xiên này. Ôi nè, cho Uzin với Kỳ Sàng cái rừng đi, yeah. Nó không lấy rồi.